Tony Cruz. Nguy hiểm. Sút đi. Tuyệt vời. Bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Luka Modric. Vâng, đây là tình huống gây nhiều tranh cãi. Hãy để công nghệ vốn này, chúng tôi cần nó trong hướng này. Rất thú vị. Tôi nghĩ rằng nó đã kết thúc sự tranh cãi đó. Vốn này quả thật đúng là chìa khóa thần kỳ cho những tình huống gây tranh cãi thế này. Đó là bàn thắng siêu hạng từ một đội bóng tuyệt vời. Vâng, đó là anh chàng thủ môn. Anh ta đang chống lại các tiền đạo. Anh ta đang cảm thấy thất vọng bởi hàng hậu vệ thi đấu rất thiếu tập trung. Tỷ số được đưa lên 2-0.